afraid of you. Now you set my soul on fire. Hello mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ ở trong máy chủ thử nghiệm để test những cái thay đổi trong cái bản đồ. Thì đầu tiên thì mình sẽ ở trong cái map xưởng vũ khí. Ở cái đề này thì các bạn cũng được xem ở trên trailer rồi. Thì cái trailer đó nó như thế nào thì bản test server nó cũng y vậy thôi. Chẳng qua là mình sẽ đi lượn một vòng để các bạn xem là cái map đó nó sẽ thay đổi như thế nào, để các bạn có thể là hiểu rõ hơn. Và mai mốt thì mình sẽ có những cái chiến thuật Kai Hunter. Và đối với mình chơi Hunter thì mình sẽ có những cái hướng mà mình sẽ đuổi sơ như thế nào cho nó phù hợp. Ở đây thì mình sẽ chọn Gu Trang để cho nó cơ động ha, bay bay cho nhanh. Chỗ này mất một cái ván ngay khu ba tường. Coi như là cái chỗ này thích nhất là Kai gây xa mà bị mất một cái ván thì hơi bị sót ha. Cứu ghế xong thì cũng phải tìm xem là phải nên đi hướng nào. Ví dụ như là đi thẳng ra hướng này thì mình sẽ có một cái ván mình đập xuống mình chạy tiếp. Còn bây giờ cứu ghế xong là một là phải chạy ra cái ghế cái ván đằng này, hai là cái ván ở phía bên bên kia, bên phía đối diện. Su ghê. Và map thứ hai đó chính là map bệnh viện Thánh Tâm. Rồi, đi một dặm dòng cởi. Chỗ này ở gần cổng trước cửa lồng chim sẽ có địa hình cai. Ở đây thì thay vì một cái tường, nó sẽ có thêm một cái cửa sổ nữa. Đây, ngay lồng chim này, các bạn nhìn ra này. Đó. Giờ là ai bảo là cứu chị giới thì đừng có đổ thừa là mày ngồi ghế chết ta không cứu nha. Cái ghế này bữa nay là cứu xong sẽ có một cái phương hán cai là đi ra được cái chỗ máy có cái cửa sổ đây. Khi nhảy cửa sổ xong là mình sẽ chạy thẳng ra được cái ván, nếu như mà có những chín sẽ chạy nhanh hơn. Và cái chỗ thay đổi thứ hai ở đây chính là cái lỗ đi xuống sẽ mất một cái ván. Lỗ này thì không có rồi. Đây. Bình thường mọi người sẽ có một cái ván ở đây. Và khi lên trên sẽ như thế nào nhỉ? Đây vẫn còn nha, chỗ này vẫn còn. Nhưng mà chỗ này không có lỗ đi xuống. Đây, mọi người nhìn cái khu chỗ cái bàn để dụng cụ này. Đấy, ngay chỗ là cái chấm tổng có cái mùng này nha. Nhảy xuống đây nè. Đó, mất cái ván. Trước là có, giờ mất rồi, chơi cái gì nữa. Nhớ nha, ngay cái lỗ ngay cái mùng đây các bạn đi xuống là sẽ không còn ván. Còn có một cái màn ở đây thì mình sẽ đi xuống. Cái chỗ này thì đi ra lồng chim. Mình thì đây có một cái lỗ đi xuống. Mình thì chơi theo kiểu nhảy được lỗ nào thì nhảy thôi. Thường thì có cái ván Hunter sẽ sợ hơn. Mình cai được khoảng đâu 1, 2 giây, 3 giây gì đó. Còn cái ván này thì sẽ không có lỗ nhảy xuống nè. Buồn ghê. Hết thời. Chỗ này vẫn là chỗ dành cho nữ chủ tế nhé. Đặt vòng xuống và Hunter đi xuống mình sẽ đập được. Hoặc là mình đi lên, đúng không? Rồi, bây giờ sẽ là map làng ven hồ. Bay thôi. Cái map này nó sẽ có hai chỗ chỉnh sửa. Thứ nhất là có thêm một cái lỗ đi vào trong tàu nữa. Trước thì có một, nhưng mà bây giờ thì sẽ có hai. Để tăng cái hữu dụng của cái ván ở trong cái tàu lên. Đây nè, cái cầu thang. Cầu thang như cũ. Đây, mình đi dạo một vòng cho các bạn coi. Đó. Đi vô đây, đập cái ván, chạy lên đây. Ok ạ. À. Các bạn cũng có thể thấy là trên cái biểu tượng của mình đang có một cái nhánh Persona. Thì mình sẽ làm clip sau về cái bảng Persona nhé. Nó nhiều sự thay đổi quá. Từ map, từ nhân vật đến cả bảng bổ trợ nhân cách. Nhảy xuống nào. Nhưng mà vẫn không khuyến khích nhảy chỗ này ngay cái cầu thang nhé. Rất là dễ free hit luôn. Mình không khuyến khích. Bây giờ thì Hunter có thể là đi qua cửa sổ khi bị rào. Nhưng mà đi qua xong á là cái rào cửa sổ đó sẽ biến mất. Và buộc mình phải đi thêm một lần nữa để rào cái cửa sổ đó lại. Thì cái này nó cũng khá là hay.
nó không bị tù túng đúng không? Nó khá là giống với sáp của nhân vật nghệ sĩ tượng sáp. Đó. Về cơ bản là cái cầu thang vẫn giữ như cũ. Và nó mở thêm một cái lối nhỏ đi qua đây, dành cho những cái bạn nào mà muốn cai vô trong thuyền thì sẽ có nhiều cơ hội hơn. Nó không có bị phèn đúng không? Cái ván gì mà tạo ra cho vui chứ không ai thèm chơi. Tiếp theo là sự thay đổi ở cái map chỗ bờ biển ha. Ở cái khu cổng bờ biển đây. Đấy, mọi người sẽ thấy cái khu ván này nó sẽ dài hơn. Cả đống dừa. Đó, mọi người thấy cái ván không? Cái chỗ này là nó khá là na ná với cái mà cái ván ở phía ở bên kia của Leo, ván chữ U. Nhưng mà nó sẽ dài hơn. Nó dài hơn so với cái map làng ven hồ ở cũ. Đây. Có vẻ là sẽ cai sướng hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lại dạo một vòng cái map để các bạn coi nhé. Bay cho nhanh. Yo. Bữa nay là tai sẽ được cố định cho Hunter. Các bạn không cần phải lên cái nhánh đó nữa. Không phải mất 5 điểm vớ vẩn nữa. Còn đối với Survival sẽ có một cái nhánh phiền muộn cố định luôn. Cái này là phải đúng là như thế chứ. Nhiều ông bà không lên rất là phiền. Nó phải như thế. Chứ không thể nào không như thế được đúng không? Đó, mình vẫn không khuyến khích mọi người nhảy xuống cầu thang này đi vô đây nha. Rất là dễ ăn free hit luôn. Đặc biệt là những cái bạn mà Hunter có tốc độ với cả đòn đánh nó dài. Và đi thì nó lại nhanh nữa. Rất là nguy hiểm. Vị trí hầm thì vẫn nằm ở trong đây như bình thường nha. Nó không có thay đổi gì hết. Đó. Yo. Mình cũng không rõ là ở phía bên map chế độ 82 thì cái bản đồ nó có còn như vậy không hay là nó vẫn giữ như cũ. Để xem khi nào nó vô trực tiếp trong chế độ rồi hẳn biết, chứ mình thì không biết. Cái ván dài cỡ này tăng khả năng sống sót cao nè. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục review ở cái map. Đó chính là kiếp của Leo. Đây là cái bản máy chủ thử nghiệm quốc tế. Mình rất là may mắn xin được. Thì có thể là những cái vua mới, những cái thay đổi mới thì mình được quyền mình test trước để review đến cho các bạn cùng xem. Và sẽ cố gắng nói tiếng Việt, cố gắng tìm hiểu, cố gắng đọc nhiều thông tin, đúng không? Cái cửa sổ nó sẽ gần với cửa chính. Cái này là mọi người cũng coi ở phía Chilo rồi. Cái này là mình nói lại thôi. Đó, bây giờ mình sẽ đi test cái ván đằng sau nhá. Ui, nó rộng dã man luôn. Coi trên trailer cái lỗ nó bé xíu ấy. Mà sao ở ngoài nó to thế? Đúng là cực. Cái cửa nó gần với cái cửa chính này. Cửa sổ nó gần với cửa chính. Mình nghĩ là sẽ khó cai hơn. Tại vì là nếu mà tự ở trên mà đi nhảy xuống mà còn nhảy qua bên đây nữa thì phải mất một đoạn để chạy. Này. Bữa nay các bạn mà cai các bạn phải chạy thẳng qua cái ván ở phía bên cạnh chứ không được mất cái ván đây mất tiêu rồi. Mai mốt có khi xóa luôn cái nhà này không chừng nữa ha. Chứ cái tôi thấy trước kia cái chỗ cái cửa này nó là một cái cửa sổ. Mai mốt cái nhà này bị xóa luôn á mọi người. Eo ơi, nhìn cái trailer nó cái lỗ nó nhỏ dã man mà sao đấy nó to thế cơ chứ. Tiếp theo là map công viên ánh trăng. Cái map này thay đổi siêu to khổng lồ luôn á. Ủa sao không có máy bên kia để mình tele cho nó nhanh trời. Trước mắt là mọi người thấy có một cái ván ngay chỗ cạnh mình này, thấy không? Đó. Rồi, chỗ này sẽ được chỉnh sửa.
một cái sự nếp ngầm dành cho tạp kỹ, chủ tế và nhân vật chị 11, đúng không? Trước kia mọi người có thể là dùng skill và lộn qua chỗ này, nhưng mà bây giờ Hunter có thể tự do di chuyển luôn. Hết thời, đúng không? Mình cũng rõ là nữ chủ tế có đặt vòng lên trên khu trên này được nữa không, nhưng mà mình nghĩ là không đâu. Mình nghĩ là không. Tại vì bây giờ cái lối này nó thông luôn rồi. Chỗ này sẽ có thêm một cái cửa sổ. Mình nghĩ ở đây sẽ có một cái ván hay hơn. Chỗ này không có ván, hơi bị thoáng. Đây này, mình tiện mình test luôn cái cửa sổ cho bạn coi này. Rồi, bước qua này. Đó, là mình vẫn bước như bình thường. Và cái cửa sổ này sẽ bị mất rào. Và khi mà mình bước lại một lần nữa thì cái sổ này tự động nó rào lại. Đó, cái này là nó là một cái bảng persona mới dành cho Hunter. Rất là nhiều những cái thay đổi mới, cho nên là mình cần phải update, đúng không? Còn với cái khu vực cổng thì mình sẽ review sau khi nó prime nha. Prime cho nó đẹp. Ở đây cứ tranh thủ review những cái xung quanh dâu dưa, dây dưa, dễ má đi. Chỗ này có một cái ván. Ở khu bên ga 4 cũng sẽ có một cái sự chỉnh sửa ga y như ga 1. Ơi, phía bên cầu trượt có thêm một cái ván này mọi người ơi. Sao mấy con boss nó sửa máy lâu dữ vậy trời. Cầu trượt này bây giờ nó sẽ có hai hướng. Một là các bạn trượt qua bên trái, các bạn sẽ gặp ván ở bên trái. Và trượt qua bên phải sẽ gặp ván bên phải. Nhưng mà bây giờ mình khuyến khích các bạn nên trượt ở cái ván phía bên này hơn. Bởi vì cái ván đây nó gần với cái cầu trượt hơn rất là nhiều. Đó, mọi người thấy không? Còn phía bên kia mọi người phải chạy nó tút bên kia nữa. Lâu xỉu. Đó, đó là cái sự thay đổi bên này. Bây giờ mình sẽ nhảy qua bên kia. Cái gì đây? Đi ra kia chơi. Đó. Y như bên ga 1 ha. Cũng bị đục cái lỗ ở đây. Chị 11 với tập kỹ rồi chủ tế ra chuồng gà. Nhưng mà nó chỉ bị ở bên này. Nếu mà cái khu tường bên này nó chỉ mất bị mất một bên thôi. Còn cái ở giữa đây thì bị mất như thường. Bên kia là vẫn còn. Đó, các bạn thấy đối diện mình có một cái ván ở đây không? Rất là thơm đúng không? Mà mình thấy đặt cái ván ở đây nó gần ngay cái xe thấy nó hơi bị vô lý đúng không? Rồi, bớt mở cổng giùm. Đang review, không được phép mở cổng. Rồi, qua kia luôn. Ván đây như cũ nè, thấy không mọi người? Mình sẽ cố gắng làm thêm một clip nữa về Persona lẫn cả về sự thay đổi của sơ, để cho các bạn có thể thấy được là Persona có gì mới. Đọc luôn cái bảng Persona. Chứ mình cũng rất là ít khi mà đọc về Persona lắm. Kiểu như là nó lên thì lên chứ ít khi nào tìm hiểu lắm. Chỉ muốn biết cái tác dụng chính của cái bảng đó thôi. Tự nhiên chỗ này lên 3 cái ván. Thì ví dụ như các bạn bị Hunter tele tới thì có thể chạy thẳng qua đây cai được miếng nữa. Chứ ngày trước nó mà tele một cái là không biết đi hướng nào luôn. Đó, mọi người thấy chưa? Rất là xinh đẹp, rất là tuyệt vời. Thì đó là tổng quan về những cái sự thay đổi của cái map mình giới thiệu cho các bạn. Và hy vọng là nó cũng sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Có khi chưa biết khi nào nó thay đổi đấy nhỉ. Có khi thứ năm tuần này hoặc là mùa mới cũng không chừng. Mình cũng nắm rõ lắm. Tại vì thường thường là những cái này nó thay đổi định kỳ vào thứ hai. Còn về cái máy chủ thử nghiệm thì nó sẽ mở vào lúc 1 giờ chiều cho tới tầm đâu là 10 giờ tối Việt Nam. 10 giờ tối hay 11 giờ tối vậy đó. Mình cũng không rõ lắm. Tại thường thường mình hay dùng vào những cái lúc mà trưa trưa hoặc là tối tối không à.
chỗ này vẫn là bình thường. Và thôi, có lẽ là mình cũng sẽ kết thúc video clip đây nha. Chúc các bạn có một buổi chiều vui vẻ và thoải mái với trải nghiệm này nha.